Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác đầu tư đền bù giải tỏa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình động lực trọng điểm. Trên tinh thần đó, Chủ tịch yêu cầu hội nghị sẽ tập trung đánh giá khách quan các khó khăn trong việc triển khai các dự án, phân tích các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kiến nghị để khắc phục. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, thời gian qua rất nhiều dự án chậm tiến độ, triển khai ì ạch. Ngoài các nguyên nhân khách quan, hội nghị cần đánh giá lại năng lực nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, năng lực quản lý điều hành của các chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, những bất cập trong chỉ định lựa chọn nhà thầu, v.v. Cùng với đó là các biện pháp xử lý. Trên cơ sở các báo cáo đề dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác giải ngân, đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm, công tác đền bù giải tỏa, giải pháp đẩy mạnh tăng cường công tác quyết toán dự án, các tham luận và ý kiến của các đại biểu sẽ tập trung đi sâu phân tích, làm rõ từng vấn đề và kiến nghị các giải pháp. Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở ngành đơn vị.